Uyên Thi xin kính chào quý vị trong chương trình bếp nhà ta nấu ngày hôm nay một món ăn dành cho chị em phụ nữ chứ không phải dành cho đàn ông bởi vì đây là món chè, thưa quý vị và món chè này Uyên Thi cũng tạm nói là chè lười biến, chè lazy, tại vì rất là nhanh, rất là dễ làm và cái vật liệu ngày hôm nay Uyên Thi dùng đó là khoai mì, tất nhiên là chè khoai mì, thưa quý vị với cái chè khoai mì này thì Uyên Thi sẽ dùng loại ở trong đông đá thì khi mà quý vị ra chợ quý vị mua đó quý vị sẽ thấy là họ ra những cái bịch khoai mì như thế này rất là dễ à, nó không có nhiều coi như mình không có phải gọt vỏ thưa quý vị mình không cần phải cắt vỏ gì hết cho cực khổ mình không cần phải ngâm nước để mà cho nó ra chất độc mình chỉ cần mua ở trong đông đá về và mình cắt ra mình để tan đá mình cắt ra sau đó mình sẽ À, mình lấy khoai mì ra mình bỏ ra làm mình chẻ ở giữa để mình lấy cái cọng à, sơ của nó ở giữa ra à, cắt làm tư thưa quý vị sau đó quý vị cắt ra thành những cái à, miếng nhỏ con cờ như vậy và sau khi mà mình cắt ra hết như vậy rồi đó thì quý vị biết là khoai mì đó thường thường á à, chúng ở Việt Nam mình mình làm được nhiều loại bánh á à, bánh nè rồi nấu chè nè rồi làm À, khoai mì à, bào khoai mì trộn dừa tùm lum hết đủ thứ hết nhưng mà quý vị đã từng ăn khoai mì nấu canh chưa quý vị cũng có thể nấu canh khoai mì với lại tôm khô cũng rất ngon hoặc tôm tươi thưa quý vị rất ngon nên hành ngò vô à, đối với khoai mì này uyên thi có những cái kỷ niệm từ nhỏ đó là à, ngày xưa trước năm 75 khoảng 70 72 73 đó lúc đó uyên thi còn bé lắm thì mỗi mùa hè à, ba uyên thi có một miếng đất ở ngoài Dĩ an đó trồng khoai mì rất nhiều nhưng mà không có bán đó thưa quý vị trồng xong rồi đem cho người nghèo chứ không có bán thì à, tại vì để đất trống thì nó khô nó nóng thành ra trồng khoai mì cho nó rợp lên vậy mà đó là một cũng như là người già người ta được cái exercise đó cái thể dục thể thao người ta ra trồng à, những ngày mùa hè uyên thi về đây là uyên thi tưới cây này uyên thi trồng rồi uyên thi hái khoai mì đào khoai mì vào rồi nấu chè hoặc nấu canh ăn thành ra khi làm đến món khoai mì này tự nhiên nhớ lại cái thời xa xưa trước năm 75 thưa quý vị. Sau khi mà mình đã cắt khoai mì ra rồi thì à Uyên thi sẽ rửa lại khoai mì. Mình không cần phải ngâm bởi vì người ta đã khi mà người ta đóng à, xuất khẩu là người ta đã ngâm, người ta lột ra rồi người ta ngâm nước, người ta rửa cho nó sạch rồi người ta mới à, bỏ đóng xuất khẩu cho nên quý vị không có sợ mình không có cần phải ngâm lại. À, chúng ta rửa sạch, chúng ta đặt một miếng nước, bỏ khoai mì vào nấu. Quý vị nhớ là nấu khoai mì khoảng nửa tiếng để cho khoai mì chín dẻo sau đó quý vị vặn lửa nhỏ xuống và quý vị cho đường vào quý vị nấu thêm nửa tiếng nữa để cho khoai mì thấm cái đường ở trong thì khi mình ăn khoai mì nó mới nó mới ngon sau khi mà khoai mì đã chín rồi bỏ đường vào rồi thì quý vị mới bắt đầu bỏ nước cốt dừa vào khi bỏ nước cốt dừa thì lúc này quý vị mới nêm thử coi coi nó vừa chưa nếu mà nó lạc quý vị cho thêm đường mà nếu mà chưa đủ ngọt thì quý vị bỏ thêm đường lúc này. Sau khi mà nước cốt dừa đã sôi lên rồi thì quý vị quậy một ít bột, nước bột. Tất nhiên bột, quý vị dùng bột diễn được bột gạo, bột nếp, bột năng, bột à, à, bột mì. Miễn cái bột đó nó sẽ làm cho cái cái nước của cái chè khoai mì mình nó hơi sền sệt. Quý vị bỏ vào và mình quậy đều lên. À, khi mà nước đã sền sệt, sệt rồi và lúc này chúng ta nêm nếm lại một lần nữa nếu mà quá ngọt quý vị có thể cho thêm nước Hoặc là cho thêm một lon nước cốt dừa nếu quý vị thích béo Và nếu mà nó chưa đủ vị ngọt Thì quý vị cho thêm đường Nó rất là dễ phải không thưa quý vị Sau khi mà xong xuôi rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị múc ra chén à, Với chè khoai mì này đó thì chúng ta sẽ cho vào đậu phộng rang Đậu phộng rang thì Uyên Thi thường hay bỏ vào trong một cái bao Ziploc rồi xong Uyên Thi dùng một cái búa Uyên Thi đập đập cho cái đậu phộng nó hơi hơi coi như hơi nát ra và chúng ta múc ra cái chén chè khoai mì Múc ra và ở trên này chúng ta sẽ cho vào vài hột đậu phộng rang bằm nhỏ và đâm hơi nát một chút như vậy là chúng ta đã cho có một chén chè khoai mì và uyên thi ăn thử thì à, nhâm mì cái nước chè đó thì béo cái củ khoai mì thì dẻo mà cái đậu thì nó giòn thưa quý vị một cái hỗn hợp um, coi như là trộn lẫn vừa giòn vừa dẻo vừa béo vừa bùi vừa ngọt Thì quý vị cảm thấy nó khi mà mình thấy cái texture như vậy là mình đã thấy một cái món chè nó ngon rồi phải không ạ Và đó là Uyên Thi còn quên nữa là lúc quý vị nấu chè quý vị nhớ bỏ vào một chút vanilla nữa Để cho cái chè khoai mì nó thơm hơn bởi vì mùi khoai mì nó chẳng có cái vị gì hết, thưa quý vị Nhưng mà mình biết nấu nhưng mình làm cho cái mùi vị nó thơm ngon lên Thì tự nhiên cái món chè của mình nó ngon và kính chúc quý vị thành công trong món chè khoai mì à, trong chương trình 5 phút vào bếp với Uyên Thi ngày hôm nay à, Mong rằng quý vị vẫn tiếp tục ủng hộ bộ DVD 5 phút vào bếp với Uyên Thi đã gửi tặng hết cho Viện Việc Học Một lần nữa kính chúc quý vị thành công và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 5 phút vào bếp với Uyên Thi kỳ sau